Thưa quý vị, con số thương vong tiếp tục gia tăng trong trận động đất có độ mạnh 7 xảy ra tối qua tại Maroc. Bộ Nội vụ nước này cho biết là số nạn nhân thiệt mạng đã lên đến hơn 800 người, trong khi gần 700 người bị thương. Con số thương vong dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng khi hoạt động cứu hộ đang diễn ra. Nhiều người đã phải trải qua cả đêm dài trên đường phố do lo ngại dư chấn. Trong khi đó, cơ quan y tế kêu gọi người dân hiến máu để cứu giúp các nạn nhân. Hầu hết các nạn nhân tập trung ở các khu vực núi cao khó tiếp cận. Các đội cứu hộ cũng đang gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận những địa điểm này do đường xá bị chia cắt. Liên Hợp Quốc và lãnh đạo nhiều nước đã gửi lời chia buồn tới Maroc cũng như tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ nước này khắc phục hậu quả động đất. Maroc đang đẩy nhanh công tác cứu hộ sau trận động đất có độ lớn 7 xảy ra tối qua đã làm hơn 800 người thiệt mạng. Tuy nhiên, các đội cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn khi mà tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do các con đường đã bị hư hỏng và tắc nghẽn. Trận động đất có độ mạnh 7 xảy ra tầm hơn 11 giờ đêm qua. Tâm chấn nằm ở vùng núi Hay Atlas, cách Marrakech khoảng 72 km về phía tây nam. Thành phố có khoảng 840.000 dân và là một địa điểm du lịch nổi tiếng, một trung tâm kinh tế lớn của Maroc. Người dân thành phố này cho biết nhiều tòa nhà đã đổ sập. Nhiều người phải ở ngoài cả đêm qua do lo sợ. Ban đầu tôi nghe tiếng âm ỉ của kim loại. Tôi còn tưởng là do mèo, nhưng không phải. Khi nghe tiếng mọi người la hét thì tôi nhận ra đó là động đất. Tôi kêu mọi người phải ra khỏi nhà ngay. Nhà đất rung chuyển dữ dội, ai cũng sợ hãi. Mọi người chạy ra khỏi nhà. Đường phố đầy người. Trận đầu tiên tôi không cảm nhận được, nhưng trận thứ hai phải mạnh đến 7 độ. Nhiều người không dám quay về nhà vì sợ hãi. Bộ Nội vụ Maroc đã kêu gọi người dân bình tĩnh, tránh hoảng loạn, đồng thời cho biết chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ các khu vực bị ảnh hưởng. Liên Hợp Quốc và nhiều nước trên thế giới đã lên tiếng sẵn sàng giúp đỡ Maroc khắc phục hậu quả động đất. Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo có thể vẫn còn những đợt dư chấn mạnh xảy ra sau động đất. Đây là trận động đất mạnh nhất tới khu vực này trong hơn 120 năm qua. Tính đến lúc này đã có hơn 800 người thiệt mạng, gần 700 người bị thương trong trận động đất đêm qua ở Maroc. Tuy nhiên, con số thương vong dự kiến sẽ còn tăng khi công tác cứu hộ đang được triển khai. Khu vực miền núi khó tiếp cận là nơi ghi nhận số thiệt hại nặng nề nhất. Trung Quốc đại lục và Hồng Kông Trung Quốc đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ kỷ lục do ảnh hưởng của bão Hải Quỳ. Công tác dọn dẹp và thống kê thiệt hại đang được tiến hành tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sau khi thành phố này ghi nhận lượng mưa kỷ lục hơn 70 năm qua. Trong khi đó, Hồng Kông Trung Quốc cũng đang nỗ lực khôi phục cuộc sống thường ngày sau khi ghi nhận lượng mưa kỷ lục trong 140 năm. Rác và nước vẫn còn ngập đầy các trung tâm thương mại, trong khi đường xá nhiều nơi bị sạt lở, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đô la. Với đa số phiếu ủng hộ, Quốc hội Đức đã thông qua dự luật về việc loại bỏ dần các hệ thống sưởi ấm bằng dầu và khí đốt sau nhiều tháng tranh cãi. Dự luật được thông qua với 399 phiếu thuận, 275 phiếu chống và 5 phiếu trắng. Theo luật mới, mọi hệ thống sưởi ấm lắp đặt mới từ năm 2024 phải được vận hành với ít nhất 65% năng lượng xanh. Dự luật này nhằm cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong lĩnh vực xây dựng của Đức, khu vực phát thải khoảng 112 triệu tấn khí thải nhà kính vào năm ngoái. Các biện pháp mới sẽ giúp cắt giảm 40 triệu tấn khí thải carbon vào năm 2030.